Phật tại tâm mỗi đêm ta ngủ. Trong bạn luôn có Phật và cũng không có Phật. Trong bạn là trần gian lẫn niết bàn. Trong bạn có cả thế giới vật chất lẫn tinh thần. Trong bạn có tất cả mọi điều huyền bí về sự tồn tại, là nơi gặp gỡ, là ngã đường giao nhau giữa thế gian này và cả vũ trụ thiêng liêng. Bạn chỉ là nhịp cầu nối hai thế giới đó lại với nhau, dòng ý niệm và tách biệt khỏi những mối bận tâm về chúng. Các ý niệm đến rồi đi, cảm xúc cũng đến rồi đi, những ước mơ cũng đến rồi đi, các trạng thái vui buồn cũng đến rồi đi. Trời nắng rồi lại mưa, tất cả đều thay đổi ngoài trời chính bạn. Nếu có điều gì bất biến thì đó chính là nội thân của bạn, là sự thánh hóa trong mỗi chúng ta. Hiểu được điều ta cầu mong giờ đây luôn hiện hữu, là hạnh phúc mãi mãi sẽ vẫn bên cạnh nhau. Giờ thì mình có một cái thông điệp ngắn mình muốn chia sẻ với bạn hôm nay thông qua quyển sách của Ngài Osho, Từ Bi Trên Cả Trắc Ẩn Và Yêu Thương. Một thông điệp ngắn này gửi đến cho người có duyên sau muốn kết nối với thông điệp này để thấu hiểu về bên trong cái nội tâm của mình. Tôn giả Tu Bồ Đề, một trong các đệ tử, khuỵu chân quỳ xuống, chắp tay lại và thành kính nói với Đức Phật rằng: thật là đặc biệt, thật là hiếm có, những sinh hoạt thường ngày của Đức Phật chẳng khác gì của một người bình thường, nhưng ẩn trong đấy có một điều gì đó rất khác biệt mà những người vẫn gặp Ngài thường ngày không hề nhận ra. Vào ngày hôm đó, bỗng nhiên tôn giả Tu Bồ Đề đã khám phá ra điều này, thật là đặc biệt, thật là hiếm có thay. Đức Phật đã sống cùng các đệ tử của Ngài đến 30 năm, ấy vậy mà không phải ai cũng hiểu biết gì về những hành động thường nhật của Ngài. Chính vì không biết nên họ nghĩ rằng đó là những việc hết sức bình thường và bỏ qua. Họ chỉ nghĩ rằng Ngài cũng giống như bao người khác, chính vì thế mà nghi ngờ và không tin vào những gì Đức Phật nói. Nếu như tôn giả Tu Bồ Đề không nhìn ra vấn đề này thì cũng chẳng ai biết đến Phật là gì. Nếu như không có vị tôn giả Tu Bồ Đề kia thì chẳng có ai nhìn thấy điều đang diễn ra bên trong Đức Phật. Đó chính là việc Đức Phật đã thực sự đóng vai trò người chủ trọ trong cuộc đời của mình. Từng giây từng phút, Ngài sống trọn vẹn với cuộc sống nội thân an nhiên, vĩnh hằng. Ngài thiền trong từng phút giây của đời mình, ngay cả khi rửa chân, Ngài cũng làm điều đó với tất cả sự tỉnh thức của tâm trí. Ngài luôn hiểu rõ cái chân này không thuộc về ta, cái bình bát này không thuộc về ta, cái áo cà sa này không thuộc về ta, cân đối này không thuộc về ta, và tất cả mọi thứ xung quanh đều không thuộc về ta. Ta chỉ là một chứng nhân, một người quan sát tất cả những thứ đó đang xảy ra. Đó chính là điều kỳ diệu, là vẻ đẹp không từ nào có thể tả xiết của Đức Phật. Ngài lúc nào cũng an nhiên, tự tại. Đó cũng chính là thiền. Bạn chỉ có thể được điều này khi nhận biết rõ đâu là người chủ trọ, đâu là các khách trọ, dòng ý niệm và tách biệt khỏi những mối bận tâm về chúng. Các ý niệm đến rồi đi, cảm xúc cũng đến rồi đi, những ước mơ cũng đến rồi đi, các trạng thái vui buồn cũng đến rồi đi. Trời nắng rồi lại mưa, tất cả đều thay đổi ngoài trời chính bạn. Nếu có điều gì bất biến thì đó chính là nội thân của bạn, là sự thánh hóa trong mỗi chúng ta. Hiểu được điều đó, trở thành điều đó và sống trong điều đó cũng chính là bạn đã định. Thiền là phương thức, còn định là mục tiêu để bạn đạt đến. Thiền chính là kỹ thuật giúp bạn nhận ra mình không phải là người khách trọ, còn định chính là hóa thân người chủ trọ, xem nội thân là trọng tâm. Phật tại tâm mỗi đêm ta ngủ, Phật tại tâm mỗi sáng ta đi, Phật tại tâm khi ta ngồi lẫn đứng, Phật tại tâm khi ta nói lẫn im lặng. Chưa bao giờ vượt bỏ nội thân,
Phật với thân như hình với bóng, nên chỉ cần nghe tiếng nội thân là ta đã gặp Phật của chính mình. Phật tại tâm, mỗi đêm ta ngủ, trong bạn luôn có Phật và cũng không có Phật, trong bạn là trần gian lẫn niết bàn. Trong bạn có cả thế giới vật chất lẫn tinh thần, trong bạn có tất cả mọi điều huyền bí về sự tồn tại, là nơi gặp gỡ, là ngã đường giao nhau giữa thế gian này và cả vũ trụ thiêng liêng. Bạn chỉ là nhịp cầu nối hai thế giới đó lại với nhau. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu bạn đặt mình thiên về thế gian thì bạn sẽ thuộc về thế gian này. Còn nếu bạn thay đổi trọng tâm và bắt đầu chú ý đến tâm thức, bạn chính là Thượng Đế. Tất cả bắt đầu từ một sự thay đổi nhỏ đó. Phật tại tâm, mỗi đêm ta ngủ. Câu nói này nghĩa là Phật tại tâm, mỗi đêm ta ngủ, Phật tại tâm, mỗi sáng ta đi. Lúc nào Phật cũng ở đó với bạn, bởi tâm thức luôn ở đó cùng bạn. Câu nói tiếp theo, Phật tại tâm khi ta ngồi hay đứng, cả người chủ trọ lẫn khách trọ lúc nào cũng hiện diện ở đó. Khách trọ thì luôn thay đổi, nhưng sẽ luôn có một người không đổi ở lại, và đó chính là người chủ trọ. Ngôi nhà trọ nội thân đó của bạn sẽ không bao giờ vắng bóng người, trừ khi bạn nhầm lẫn, đặt mình vào vai trò người khách trọ và bỏ ra đi. Này người, hãy là người chủ trọ luôn an nhiên ngồi đó, không bị bất kỳ khách trọ nào làm phiền. Khi đó, bạn sẽ cảm nhận được sự bình an, tuyệt diệu, đầy hồng phúc. Câu tiếp theo, Phật tại tâm khi ta nói hoặc lặng im. Ngay cả khi bạn nói, thì vẫn có một điều gì đó im lặng trong sâu thẳm nơi bạn. Khi bạn si mê, khát khao, thì vẫn tồn tại một con người thứ hai trong bạn không hề si mê hoặc khát khao. Hãy quán chiếu và bạn sẽ nhận ra điều đó. Bạn vừa gần gũi mà cũng vừa xa cách. Bạn cũng giống như dầu và nước, tuy có thể tuôn chảy trong một bình đựng nhưng vẫn là hai chất lỏng khác nhau. Lằn ranh giữa người chủ trọ và khách trọ là rất mong manh. Tuy vậy đó, vẫn là hai vị trí khác nhau. Khách trọ đến rồi sẽ đi và không ngừng thay đổi, còn chủ trọ thì ở lại và mãi mãi chỉ là một. Câu tiếp theo, chưa bao giờ Phật bỏ nội thân, Phật với thân như hình với bóng, nên chỉ nghe tiếng nói nội thân là ta gặp Phật của chính mình. Đừng tìm kiếm Phật ở đâu xa, bởi Phật luôn ở tại tâm chúng ta khi chúng ta là người chủ trọ. Câu nói tiếp theo là làm thế nào để giữ cho tâm luôn ở vị trí người chủ trọ? Làm thế nào để cho tâm luôn ở vị trí người chủ trọ? Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một phương thức cổ điển nhưng vô cùng hữu hiệu, là một trong những cách mà Đức Phật đã dạy. Hãy tách rời nội thân khỏi tất cả mối liên hệ hiện có để xem mình là ai. Hãy tưởng tượng bạn không phải là con của cha mẹ bạn, không phải là vợ hay chồng của người hiện tại, không phải là cha mẹ của con mình, không có người thân hay bạn bè quen biết nào, chẳng phải là người đang hiện hữu ở một nơi nào, để chỉ còn lại duy nhất bạn là chính bạn ngay phút giây này, ngay thời khắc này, để chỉ duy nhất bạn là chính bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là tách rời nội thân khỏi mọi mối quan hệ xung quanh, mỗi ngày dành ra chút thời gian để ngồi trong sự tĩnh lặng và tách rời mình khỏi cuộc sống xung quanh, tương tự như khi bạn tắt nguồn điện thoại vậy. Đừng nghĩ đến việc bạn là vợ hay chồng, là cha hay mẹ, là người làm công hay là ông chủ, là người da màu hay da trắng, là phương Tây hay người Á Châu. Chỉ đơn giản ngay bây giờ đây, bạn chỉ là chính bạn. Hãy tách khỏi 1001 mọi mối quan hệ bên ngoài và tự hỏi mình là ai. Khi đó bỗng dưng bạn sẽ nhận ra mình không thể trả lời câu hỏi này, bởi bạn đã tách rời khỏi mọi mối quan hệ. Bạn không thể trả lời rằng mình là một
bác sĩ, hay mình là một giáo sư, hay mình là một người phụ nữ, vân vân. Hãy tách rời khỏi mọi thứ và bạn sẽ được là chính bạn ngay giây phút này. Khi đó, người chủ trọ sẽ được ở một mình, không còn xao động bởi những khách trọ nữa. Những lúc như thế sẽ rất tốt cho chính bạn, vì khi đó bạn sẽ có dịp nhìn lại nội thân một cách chân thật nhất. Những vị khách trọ sẽ khiến tâm bạn lao xao, chi trí và xáo trộn. Họ sẽ đòi hỏi bạn phải làm việc này hay việc kia, chẳng hạn như bữa sáng của tôi đâu. Trong phòng có bọ, máy nước nóng bị hỏng rồi, vân vân. Khi đó dĩ nhiên bạn sẽ phải đáp ứng những nhu cầu của xung quanh ngay lập tức. Một khi đã hoàn toàn tách biệt khỏi mọi mối quan hệ xung quanh, sẽ chẳng còn có ai có thể làm phiền bạn nữa. Đột nhiên, bạn sẽ chỉ còn lại với chính mình, một sự cô độc thuần túy ngay bây giờ. Bạn sẽ giống như một hòn đảo trinh nguyên, hoang sơ như đỉnh Himalaya kia chưa từng có dấu chân ai đặt đến. Đó mới chính là sự trinh nguyên đích thực. Khi bạn ở trong trạng thái đó, Thượng Đế sẽ đến với bạn. Đây là trang 83. Hôm nay mình chia sẻ bạn thông điệp đến đây. Nếu như bạn muốn nghe sâu về cái đoạn này thì mình có thể lật trang 83 của quyển sách Từ Bi của thầy Osho để mình xem thêm ha. Chúc cho bạn một ngày tràn đầy sự tốt đẹp, bình an, phước lành đến với bạn và tất cả mọi người. Yêu thương và biết ơn. Biết ơn bạn đã đón nhận thông điệp này với một nội tâm vô cùng bình an, thức tỉnh sâu bên trong của mình và cảm nhận được cuộc đời này đẹp đến vậy. Một ngày thật đẹp ở nhân gian.